Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi sáng ngày thứ bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2024. Kính thưa cô chú anh chị các bạn, chúng ta đang có mặt ở trong khu đô thị Sala quận 2 ngày xưa, ngày nay là thành phố Thủ Đức. Trong ngày hôm nay, Tường Vũ Channel sẽ mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cập nhật tình hình toàn cảnh ở trong khu đô thị Triệu Đô, hay nói cách khác là xóm nhà giàu Triệu Đô Thủ Thiêm. Phía trước màn hình của chúng ta đó là một căn nhà phải nói là đóng cửa cho thuê từ hồi trước Tết kìa. Nhưng mà hiện nay thì vẫn phải nói rất là khó khăn trong cái việc mà tìm kiếm khách hàng đến để mà thuê lại cái căn nhà rất đẹp này. Bởi lẽ ở khu đô thị Sala này chúng ta biết rằng giá của những căn nhà đây cực kỳ đắt đỏ, vài chục tỷ một căn. Cho nên những người mà sở hữu những căn nhà shop house ở đây là những người có khả năng tài chính cực kỳ là giàu có mới có thể sở hữu một trong những căn shop house. Những người có thu nhập bình thường khá thì người ta mua những căn hộ ở những khu chung cư ở trong khu Sala này luôn. Kính thưa quý vị, phải nói những mặt bằng, những căn nhà phố shop house ở khu đô thị Sala Thủ Thiêm quận 2 này, nếu có những căn mà có diện tích là 500m² á thì giá là 65 triệu đồng trên một tháng nha quý vị. 65 triệu đồng trên một tháng, diện tích là 500m². Và phải nói là trong khu vực này mình thấy có rất nhiều mặt bằng đóng cửa cho thuê. Và hiện nay thì chúng ta thấy có rất nhiều căn nhà ở tại Sài Gòn của chúng ta luôn, không nói riêng ở tại khu Sala này mà toàn thành phố luôn, có rất nhiều mặt bằng đóng cửa, mặt bằng lớn nhỏ ở tại các nẻo đường trung tâm Sài Gòn. Điều đó cho thấy rằng tình hình kinh tế hiện nay chúng ta bước sang năm 2024 vẫn cho thấy một cái thị trường bất động sản nó vẫn đang ở một cái khoảnh khắc gọi là báo động, một cái thời điểm mà chúng ta phải nói hy vọng năm con rồng, năm 2024. Nhưng mà hiện nay chúng ta thấy rằng ăn Tết xong là bắt đầu mặt bằng đóng cửa, trả mặt bằng rất là nhiều luôn. Và nhiều thương hiệu lớn ở tại Sài Gòn của chúng ta cũng chịu không nổi, gồng hết nổi thôi, bắt buộc phải trả mặt bằng lại. Ở trong khu đô thị Sala là những mặt bằng mà ở mặt tiền con đường này luôn nè quý vị. Con đường này là con đường Nguyễn Cơ Thạch. Thì những căn shop house có diện tích nhỏ hơn, tức là khoảng tầm 250m² á, thì giá là 100 triệu. 100 triệu một tháng luôn quý vị, khủng khiếp luôn, mặt bằng văn phòng. Cho nên phải ở trong khu này nó nhiều giá khác nhau, có những cái giá thì 60-70 triệu một tháng, rồi 100 triệu một tháng không có luôn. Mặt bằng nhỏ hơn nhưng mà giá cho thuê lại cao hơn, tại do cái vị trí nó, cô chú anh chị các bạn, do cái vị trí đó nha. Cho nên chúng ta thấy con đường Nguyễn Cơ Thạch này nè, đó, những mặt bằng có giá là 82 triệu đồng trên một tháng với diện tích là 300m², diện tích 300m² vì đó đóng cửa hàng loạt nè, trời ơi, đóng cửa triền miên dài hạn luôn. Phải nói thật là xót xa và đau lòng cho nhà giàu. Cho nên phải nói là nhà giàu khóc thét khóc than, ăn ngủ không ngon là vậy đó cô chú anh chị các bạn, bất lực hoàn toàn. Mặt bằng như thế này phải nói là diện tích rất là lớn luôn. Ở đây là thuộc là khu đô thị Sala Đại Quang Minh Thủ Thiêm quận 2 ngày xưa quý vị. Những căn mà có diện tích 7x24m, một hầm 4 lầu và phải nói giá cực kỳ đắt đỏ. Có những căn là cả 100 triệu một tháng luôn quý vị. Đặc biệt có những căn shop house ở phía dưới thì phải nói giá quá đắt luôn. Hiện nay với tình hình kinh tế như thế này thì thật khó để mà tìm khách hàng đến thuê. Kính thưa quý vị, đối với những căn shop house Sala
trục chính trên con đường này là đường Nguyễn Cơ Thạch đó, thì diện tích 700 m², mà tòa nhà cao 5 tầng, giá 150 triệu đồng một tháng. Những căn góc có 2 mặt tiền. Khu đô thị Sala này diện tích là 350 m², thì giá là 200 triệu một tháng luôn cô chú anh chị các bạn nha. Căn góc 2 mặt tiền, giá là 200 triệu một tháng luôn quý vị. Còn những căn shop house căn góc mà 1 trệt 2 lầu, diện tích là 10 x 12 m², tổng là 360 m², thì giá là 220 triệu đồng trên một tháng cô chú anh chị. Ổn lành không? Nghe là muốn té xỉu rồi. Làm sao mà thuê nổi với một số tiền khủng khiếp như thế này? Kinh doanh cái gì? Ngoài ra thì cũng có một số căn sát căn góc luôn, diện tích là 693 m², tổng là 160 triệu một tháng. Rồi 65 triệu một tháng căn 220 m². Wow, phải nói là giá cho thuê nghe ớn hồn luôn cô chú chị các bạn. Chúng ta biết rằng là trong 2 tháng đầu của năm 2024 thôi mà tới đến 63.000 doanh nghiệp đành ngậm ngùi rút lui khỏi thị trường kinh doanh. Điều đó có thể báo hiệu là năm 2024 chúng ta sẽ đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là việc mà kinh doanh, công việc. Với số lượng doanh nghiệp đóng cửa rút khỏi thị trường như vậy thì đã để lại cho xã hội một số lượng thất nghiệp rất cao. Điều đó sẽ tạo nên một gánh nặng khủng khiếp cho bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đó, cho thuê nhà nguyên căn. Và nền kinh tế nó quá khó khăn, nó làm điên đảo luôn quý vị. Nhà giàu cũng đang phải khóc. Cho nên chúng ta biết rằng cái làn sóng mà phá sản nó tiếp tục lan rộng, chưa thể dừng lại được rồi quý vị. Cho nên người ta hay nói vui là mây đen, phá sản cũng đã bao trùm rất là khủng khiếp ở tại Việt Nam của chúng ta nói chung và Sài Gòn nói riêng. Tỷ lệ doanh nghiệp phá sản, tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng cao. Khu này là phải nói tập trung những nhà giàu không nha quý vị, nhà giàu triệu đô đó, vị trí rất tuyệt vời, nhiều cây xanh, không gian rất là thoáng đãng, rộng bao la luôn. Nên mình sẽ mời cô chú anh chị và các bạn đi tham quan tình hình thị trường bất động sản ở tại Việt Nam của chúng ta như thế nào. Tình hình buôn bán nó quá ế ẩm, doanh nghiệp kinh doanh cực kỳ ảm đạm luôn. Và những doanh nghiệp đang hoạt động thì cũng có nguy cơ có thể phá sản trong thời gian tới. Với tình hình kinh tế mà nó suy yếu như thế này thì cái việc mà đương đầu không nổi hết sức để mà gồng, cũng như là không đủ tiềm lực tài chính để mà gồng nữa, thì cái chuyện mà phá sản nó sẽ xảy ra mà thôi. Nhà giàu ăn ngủ không ngon là vậy đó quý. Thị trường vàng, thị trường đô la, thị trường ngoại tệ nước ngoài bất ổn trong những ngày gần đây. Giá vàng mà vượt trên 82 triệu đồng trên một lượng. Vàng nhẫn 4 con số 9 cũng tăng, phải nói là lập lịch sử luôn, chưa bao giờ có.
trường bất động sản của chúng ta là phải nói một cái tảng băng trôi. Tảng băng trôi mà chưa bao giờ để mà tìm ra được một cái giải pháp nào cho cái băng đó nó tan ra, để đưa cái giá trị của thị trường bất động sản về đúng cái quỹ đạo của nó. Trước đây thì nhiều người dự báo thị trường bất động sản sẽ bắt đầu bùng nổ vào năm 2024, quý vị. Nhưng thực tế cho thấy chúng ta đang tiếp tục lao đao với thị trường bất động sản hiện nay, đặc biệt là căn hộ, nhà đất, rồi shop house, biệt thự, nhà phố liền kề, đất nền đều chao đảo đó, trơ khung, phơi nắng phơi mưa, chưa biết khi nào mới hoàn thành. Hàng loạt căn biệt thự nằm ở trong khu đô thị Sa Đa này, nhìn rất là xót xa luôn quý vị. Nhà giàu ăn ngủ không yên là vậy đó. Thật sự mà nói thì những người mua bất động sản, mua những căn nhà để có nhu cầu ở hiện nay với mức giá dưới 4 tỷ thì cực kỳ khó luôn. Và hiện nay thì người ta cũng đặt một câu hỏi rằng, và câu hỏi đó liên quan đến cái mức độ cũng như là cái tiến độ, cái sự phục hồi của thị trường bất động sản sẽ ra sao, và liệu rằng trong năm 2024 này thị trường bất động sản có điểm nổ nào hay không, đặt một dấu hỏi rất lớn trong năm 2024 này. Quý vị biết rằng là trong giai đoạn cuối của năm 2023 vừa qua đó, có một số chuyên gia bất động sản dự đoán đến quý 3 năm 2024 này thì mới có cái tia hy vọng thôi, chứ không phải là sự phục hồi mạnh mẽ mà tia hy vọng. Và thực tế thì cũng có một số ít sàn giao dịch bất động sản bắt đầu đăng báo để mà tuyển dụng trở lại nhân viên môi giới. Nhưng mà tuyển dụng vào để làm gì? Tại vì thị trường bất động sản nó cũng chưa có mấy khả quan, thì tuyển dụng vào để làm gì? Quý vị thấy hàng loạt căn phải bỏ hoang ở ngoài trời nắng mưa nhiều năm trời, chưa biết đến ngày nào mới hoàn thành. Với tình hình thị trường bất động sản vẫn tiếp tục đóng băng, và thị trường bất động sản như là người chết đứng vậy, không biết phải làm gì để mà xoay trở trong tình hình kinh tế hiện nay. Chính vì điều đó cho nên sau khi mà chúng ta kết thúc cái Tết năm 2024 xong, thì lực lượng nhân viên trong ngành môi giới bắt đầu chuyển sang ngành nghề khác, cũng có một số ít thì quay trở lại với nghề, cũng thăm dò nghe ngóng thị trường thôi, để xem thử là thị trường bất động sản có sự chuyển biến tích cực gì hay không, rồi sau đó họ tiếp tục tính con đường khác. Trong năm 2025 sắp tới đây thì khi mà luật nhà đất được sửa đổi, Việt kiều người nước ngoài được cái quyền bình đẳng như là người Việt Nam, thì chúng ta hy vọng sẽ có một cái sự đổi mới khác về
cái nguồn cung cũng như là cái nhu cầu về mua sắm bất động sản. Và dĩ nhiên thì khi mà luật được áp dụng vào đầu năm 2025 thì chắc chắn là lượng kiều bào bên nước ngoài sẽ đổ xô vào Việt Nam để mà kinh doanh bất động sản. Bởi vì cái nguồn tiền kinh doanh bất động sản đôi khi chúng ta sẽ có được lợi nhuận rất là cao nếu như thị trường ổn định. Trong một thời gian vừa rồi thì cũng đã có những cái đề xuất là một người đứng tối đa 5 căn thôi. Nhưng mà đã bỏ rồi, đã bỏ cái đề xuất đó rồi. Rất là nhiều cái sự thay đổi về luật bất động sản. Nhưng mà bỏ đề xuất mỗi người chỉ được bán cho thuê tối đa 5 căn nhà một năm. Khu này phải đồng ý nhà phố liền kề shop house bạc ngàn luôn nha quý vị, trường quốc tế luôn, trường quốc tế Việt Úc. Có tiền thì chúng ta cũng có thể mua một căn ở đây để sinh sống cho thoải mái. Như chúng ta cũng biết thì phải nói 10 tháng của năm 2023 thôi mà cả Việt Nam của chúng ta cũng đã hơn 1.000 doanh nghiệp bất động sản giải thể phá sản luôn. Kinh khủng vậy đâu quý vị. Đó, mặt bằng shop house đẹp như thế này, đóng cửa im lìm hàng loạt, chẳng thấy bóng dáng. Thật sự mà nói thì chúng ta cũng không biết được và cũng không có dự đoán một con số tương đối để mà nắm được cái thị trường bất động sản được đánh giá hiện tại đã xuống đáy chưa, và nếu đã xuống đáy thì đã thoát được cái đáy này chưa, cũng như là chuẩn bị bước vào một cái chu kỳ mới, mà chu kỳ chúng ta đang mong chờ đó là chu kỳ hồi phục thị trường địa ốc, đặc biệt là nhà ở, nhà phố, đất đai. Và phải nói là nhiều chuyên gia cũng đang đau đầu để mà tìm ra những cái giải pháp, những cái kế hoạch để mà phá cái tảng băng cứng này. Đó, của chú anh chị các bạn thấy, văn phòng cho thuê đã xây dựng hoàn thiện, chính chủ, miễn trung gian, văn phòng cho thuê vài chục triệu, có trăm triệu. Thời điểm này phải nói là rất là khó khăn. Có lẽ là những mặt bằng như thế này thì không biết phải tìm khách ở đâu mà đến thuê, và họ thuê thì họ kinh doanh cái ngành nghề gì để họ có thể có tiền để mà trả mặt bằng cho gia chủ ở đây quý vị. Và thật sự mà nói, nhà giàu mà khi mà sở hữu những căn nhà như thế này mà bỏ trống từ tháng này qua tháng khác thì rất là đau khổ đó quý vị. Chúng ta không có sở hữu những căn nhà bất động sản vài chục tỷ như thế này, chúng ta chưa có cảm nhận được cái nỗi khó khăn, cái sự đau đớn của những người giàu ở đây. Mặt bằng mười mấy 20 tỷ một căn mà bây giờ phải bỏ trống hàng loạt như thế này, cho thuê không được, thì thật sự người ta rất là cay đắng đó quý vị. Quá trời mặt bằng bà trống luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Trời ơi, ăn Tết xong mà thấy khu đô thị này cảm thấy nó hơi buồn một chút xíu rồi đó. Cho thuê mặt bằng, cho thuê nhà, cho thuê shop house 4-5 tầng. Wow. Rất nhiều người, rất nhiều nhà đầu tư, rất nhiều nhà đầu cơ về bất động sản, nhà giàu cũng khóc lòng khi mà thị trường bất động sản trầm lắng và ế ẩm.
bán không không được. Anh chỉ biết là trong những cái năm trước đây ấy, năm 2021, 22 và thậm chí là 23 luôn, cũng rất là nhiều người họ bạo gan lắm. Họ nói là có gan thì làm giàu mà. Bắt đầu họ mạnh tay, họ chi hàng chục tỷ đồng để mà mua những căn nhà liền kề, mua những căn shop house, biệt thự, đất nền, phân lô. Và thật sự cho đến nay luôn, cho đến những tháng cuối của năm 2023, thì những người đầu tư, những người đầu cơ này nè, người ta phải bắt đầu bán tháo, bán lỗ, giao bán, cắt lỗ, giảm giá sâu. Bởi vì sao như vậy cô chú anh chị các bạn? Bởi vì là họ chịu không nổi một cái áp lực tài chính. Khi mà họ chi số tiền lớn, chục tỷ, vài chục tỷ để mà mua, hay gọi cách khác là đầu tư vào thị trường bất động sản đó, thì ngoài cái vốn họ đã có đi vay, họ cũng phải đi vay tiền, vay ngân hàng, vay người thân, vay lại nóng bên ngoài nữa cô chú anh chị các bạn. Tuy nhiên thì khi mà họ muốn bán nhanh, họ bán lỗ luôn, họ giảm sâu luôn. Nhưng mà dù giảm sâu cỡ nào chăng nữa thì vẫn khó tìm người mua. Trong một cái bối cảnh mà kinh tế suy thoái, người ta không dám bung tiền ra cô chú anh chị. Cho nên rất nhiều nhà đầu cơ, người ta chấp nhận cắt lỗ, giảm giá những căn nhà phố liền kề, những căn shop house, thậm chí biệt thự luôn. Rồi kính thưa cô chú anh chị các bạn, chúng ta phải biết rằng giá trị của những căn biệt thự, giá trị của những căn nhà phố liền kề, những căn shop house ở tại Sài Gòn của chúng ta trong những năm gần đây đó, liên tục tăng giá mạnh. Tăng giá mạnh luôn cô chú anh chị. Mặc dù tình trạng ế ẩm, bán thì không được là bao, nhưng mà giá vẫn tăng. Thậm chí trong vòng vài năm thôi, trong vòng 3-4 năm trở lại thôi, mà phải nói tăng gấp 2-3 lần, 4-5 lần. Trước kia thì giới đầu tư bất động sản cho rằng những căn nhà phố liền kề, những căn biệt thự, rồi những căn shop house là phải nói hái ra tiền luôn. Hái ra tiền, bởi vì cạnh tranh giá trị cực kỳ cao. Và phải nói những sản phẩm đó người ta làm lời cực kỳ khủng luôn. Tuy nhiên thì khi mà thị trường bất động sản bắt đầu rơi vào một cái sự gọi là éo le, hay người ta nói cách khác là đứng bên bờ vực thẳm, khi mà thị trường trầm lắng và kéo dài cho đến nay, thì những cái phân khúc nhà mà có tính đầu cơ cao đó, như là liền kề, biệt thự hay đất nền, thì giá bán nó sẽ giảm mạnh luôn. Thậm chí anh chị biết là nhiều nhà đầu tư giao bán cắt lỗ, giảm sâu trong suốt một thời gian dài, nhưng mà cũng không thể nào tìm được người mua. Anh chị biết là mình có quen một anh bạn, anh ta cũng là tay ngang thôi, gọi là nhà đầu tư mà tay ngang, ở tại Sài Gòn thôi, ở tại quận 12. Thì trong cái giai đoạn năm 2018 cho đến năm 2022 đó, đầu năm 2022, thì anh bạn của mình ảnh cũng có theo dõi thị trường, cũng tìm hiểu thị trường bất động sản. Tại vì thấy có vẻ ngon cơm quá, ăn ngon quá và ăn dày luôn. Đôi khi đầu tư mới có chưa được một tháng mà lời cả trăm mấy chục triệu rồi. Và anh ta bắt đầu ham, thấy giá những căn nhà liền kề rồi những căn shop house liên tục. Cho nên anh ta mới bắt đầu bước sang thâm nhập vào thị trường bất động sản vào giữa năm 2022. Anh bạn này, anh bắt đầu đi vay đi mượn người thân cũng đâu khoảng chục tỷ đó, chục tỷ. Và anh bạn này cũng bàn với gia đình, cụ thể là vợ và bố mẹ ruột của anh, để mà đầu tư một căn nhằm kiếm lời. Và cuối cùng thì hai vợ chồng bắt đầu đi xem, đi nghiên cứu, đi khảo sát thị trường, đi khảo sát những khu đô thị ở tại khu vực lân cận vùng ven Sài Gòn của chúng ta thôi.
Và cuối cùng thì hai vợ chồng này cũng quyết định chốt vào đi vay thêm tiền, vay thêm vài tỷ nữa để mà dùng tiền mua một căn shop house với diện tích chỉ là 80 mét vuông mà thôi, ở tại quận Gò Vấp, mà Sài Gòn của chúng ta. Tất nhiên thì khi mà mua căn shop house này với cái giá cũng khoảng 18 tỷ, 18 tỷ nha cô chú anh chị các bạn, đi vay đi gom góp sau đó mua căn shop house 18 tỷ. Tuy nhiên thì khi mà mua xong rồi chưa được bao lâu luôn quý vị, thì thị trường bất động sản bắt đầu rơi vào một cái nỗi thất vọng, phải nói thất vọng ê chề, và rơi vào một cái viễn cảnh mà nó đen tối, nó u ám và nó thật sự quá trầm lắng đi. Tất nhiên thì trong thời điểm đó thì hai vợ chồng quyết định đi nhờ công ty môi giới bất động sản tìm khách đến mà thuê, cho thuê để mà kinh doanh. Và thật sự mà nói thì tìm không được, và cuối cùng căn shop house của hai vợ chồng này buộc phải cửa đóng then cài suốt một thời gian cực kỳ dài luôn cô chú anh chị các bạn. Và như vậy thì nhà thì không bán được, lãi thì phải trả. Thế rồi đây là một trong những cái bài học cay đắng của những người mà chưa có am hiểu về thị trường bất động sản, chưa nghiên cứu kỹ mà đã đầu tư vào thị trường bất động sản như thế này. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.